Sao rồi, cái vụ hồ sơ tới đâu rồi? Hả? Cái gì? Đưa hết tiền là tháng sau đi Mỹ hả? Trời ơi, hay quá. À, được rồi, à, chút xíu tôi tới gặp anh này nha. Ok, rồi, rồi, bye bye, bye bye. Trời ơi, cuối cùng giấc mơ mình cũng trở thành hiện thực, được đi Mỹ rồi. Tôi mệt lắm mà đó nghe. Ông lạ lùng quá. Sao lúc nào cũng ước mơ đi Mỹ vậy trời? Ở Việt Nam quê hương mình không sướng á? Làm thì làm cho một công ty ở nước ngoài tại Việt Nam, lương thì rất là cao, lúc nào cũng mơ mộng đi Mỹ. Dẹp mộng đi cưng, ngủ sớm nằm mơ đi cưng. Cái nhà này ăn thì ăn đều, mà tại sao làm có một mình tôi làm vậy? Biết giống như tôi là con sen con ở trong nhà này với trời. Mày ở đợi nha mày. Đúng rồi. Hả? Mày ở đợi mà tao tưởng mày vợ tao không à. Vừa phải thì út đẹp. Sao mày không lên mà làm má tao luôn đi? Nếu ông thích. Nếu mà mày. Nè. Ông, lâu lâu cho con lên chút. Hỏi. Ở xóm này cứ tưởng con là vợ ông không đó ông chủ. Mà con thấy cũng xứng gì vậy? Không có giỡn nữa cho mày. Thôi. Tao thấy hôm nay là mày chảnh lắm á. Nói một tiếng là trả tiền một tiếng đó. Tao nói cho mày biết nghe không, lương 3 triệu của mày đó hả, tao búng tay một cái là người ta xếp hàng vô đây xin ở đó cho mày biết. Con thách ông luôn, hiếm kiếm được con ở đợ nào vừa đẹp mà nó vừa khùng như con hết nè. Trời ơi, ông kiếm có đi con thối ngược tiền lại cho ông luôn. Ông thấy ông kiếm làm cái gì con cũng ban được. Nội mà cái chuyện mà phục vụ cái ông với là ba ông thôi con mệt lắm á. Trời ơi, chứ mệt luôn á, thì ăn thôi còn nhức đầu luôn. Thôi mày, nhắc vô ăn tao mới nhớ. Hả? Mày vô lấy đồ ăn sáng này cho tao ăn cái. Dạ. Nè. Dạ. Bữa nay cho ăn cái gì vậy? Bánh mì ướt mà la. Trời đất ơi. Hả? Đẹp à, từ hồi mày lọt vô cái nhà của tao đó nha, một năm trời rồi ngày nào mày cũng cho tao ăn bánh mì ốp la. Tao ăn bánh mì ốp la riết giờ tao ra đường thấy con gà tao chạy xanh mặt luôn. Dạ. Không mới lạ nữa nghe. Từ cái ngày đầu tiên con bước vô cái nhà này đó, ông ốm như cây mía vậy, ăn bánh mì ốp la riết nè, thấy không? Trời ơi, ông mập mạp với ông hồng hào. Ông còn trách con, thôi con nghỉ rồi, không làm việc trong nó mệt. Thôi mà, nhưng mà bữa nay ông thèm phở lắm, con đi mua phở về cho ông ăn đi. Không! Bánh phở là thứ nhất là có phọt mon, thứ hai là coi như là có tinh bột, rất là dễ mập. Ăn bánh mì ướp la đúng một năm đi. Bữa nay là qua năm mới hiểu không? Rồi đúng sáng mai cho ăn món khác. Con là ở đợi, con có quyền, con có quy định của con. Tao ăn gì ăn cái đó. Nhưng mà tao là chủ mày. Chủ cả phải biết nghe lời ở đó. Trời ơi. Mày giỡn mặt cái tao hả mày đẹp? Mày giỡn nó thiệt á. Chịu thôi nghỉ. Tao biểu. Dạ dạ, nói chơi. Không có giỡn nữa chưa? Đừng đánh con nha. Bây giờ bỏ cái vụ ăn uống đi. Vụ gì? Giờ tao đi công chuyện. Ông đi đâu? Mày ở nhà đó, công chuyện tao hỏi chi? Công chuyện đó, một lát á, có cái cô thầy tới đây dạy anh văn đó. Khoan đã, mày... tại sao là cô thầy? Thì bà là đàn bà kêu một cô thầy. Thế tại sao không gọi là cô giáo? Tao thích cô thầy được không? Được. Nhiều chuyện. Nè, ở đây đó, về nhớ theo dõi ông mày nghe chưa? Ông mày thấy học tiếng Anh kể từ ngày hôm nay. Nhà mình phải học nói bằng tiếng Anh. Nghe nhạc cũng vậy, nghe nhạc ngoại chứ không được nghe nhạc nội. Nghe yes, chưa? Sir. Ừ. Kể từ ngày mai nhà này phải nói tiếng Anh. Con với ông chủ nói chuyện cũng phải bằng tiếng Anh đúng không? Đúng. Ok. Nè. Dội đi, để mốt tao bảo lãnh rồi qua Mỹ luôn. I don't like to sleep alone. Hả? Mày nói cái gì vậy mày? Con không thích đi Mỹ. Trời đất ơi, tiếng Anh mày giỏi ghê ha. I don't want to sleep alone là tao thích đi Mỹ ha. Ok. Tao bỏ mắt chấm nước tương với mày luôn. Ở nhà coi chừng nghe chưa? Yes sir. Nếu mà ông mày không chọn tiếng Anh hay là làm cái gì á mà khác là báo tao biết liền. Ok. Tao đi đó. Dạ, đi sớm về sớm ông chủ. Ông chủ, gì? Nhớ ăn ngoài đường nha, còn ở nhà ăn bánh mì ướt rồi la, ra đường ăn gì ăn kệ ông nha. Kệ tao mày, ở nhà coi nhà đi. Ông này ngộ nha, ở Việt Nam... Come on baby, shake your hand! 1, 2, 3, oh! Tắt nhà. Ông nói nghe nè ông. Gì? Tại sao ông không đứng ông nhảy kiểu này với con, thấy không? Đó, nó đẹp không? Ông bay qua đây, ông chỉ cái ông chạy qua đây. Ông bay qua đây, ông chỉ vài cái ông chạy qua đây.
ông nhảy như con cào cào vậy ông. Mày ngu quá, đó là cái chiêu của mấy thằng nhảy hip hop đó. Chiêu gì? Bây giờ tao hỏi mày, tao đứng tao nói chuyện, mày tao chỉ vô mặt mày, mày quánh tao không? Quánh à? Quánh là cái chắc rồi chứ gì. Dạ. Chứ nó hát mày thấy nó chỉ vô mặt người ta không? À. Nó chỉ xong chỗ này nó phải chạy qua chỗ này liền, chứ không thôi người ta quăng dép nó sao? Ồ. Ngu ngu không biết gì hết. Hip hop nó tưng tưng như con cào cào là tại nó sợ bị chọi dép thôi. Ồ, hay quá. Ồ, yeah. Yeah. Mà con nói ông nghe nè, 78 tuổi rồi, ăn bận cái nè, giống quỷ ông đó, hip hop. Rồi xách cái máy đi ra đường, tập cái gì dưỡng sinh mà ông bật hip hop, người ta không cười ông ha. Mày ngu quá, nhạc này nó Mỹ, mặc đồ này nó mới Mỹ. Oh. You, and me. Yes. What? Hiểu không? Hiểu. Hiểu cái gì? Chết liền. Tao cũng đâu có hiểu. Không hiểu nói chi? Nói cho nó có thôi. Trời kỳ á. Nói như vậy nó mới Mỹ. Thôi vô nấu nước cho ông tắm đi con ơi. Dạ rồi. Nhưng mà nhớ là phải nấu cái nước nó Mỹ Mỹ cho ông tắm nha. Tắm nước Mỹ hả? Dạ. Này khó quá. Cái này khó hả? Khó à. Thôi bỏ. À, bỏ đi. Thôi cho ông ăn sáng đi. Dạ ăn. Dạ ăn này con cho món mới nha. Món mới là món gì? Dạ tìm thuốc bắc. Trời ơi. Cái món đó mà mới hả mày? Mới nấu sáng. Tao ăn gần một năm nay, sáng nào tao cũng ăn gà ác tiệm thuốc bắc, ăn gà ác tiệm thuốc bắc, ăn riết cái mặt tao còn ác hơn con gà hả mày? Hả? Mày ông ráng ăn đi, ráng ăn hai lần ba lần nữa thôi là ông ke được luôn á. Thôi bây giờ ông đang ăn gì nói đi con nấu cho. À, ăn gì? Ông là người hướng ngoại. Dạ. À, mày cho ông ăn cái món gì nó có hương vị Mỹ một chút đi. À. À, ví dụ như là super soy. Tao nghe đó. Oh yeah yeah, come on, super soy đó. Bây giờ mình ăn yeah, super soy, nó không sao, ok, yeah. Yeah, mày ra chợ chứ, mày mua chén súp vô có soy mày trộn lại, yeah, super soy. Ăn vậy nó mới sợ. Trời ơi, mày nghe mày xỉu là mày. À, trời ơi, đó đời chén súp có soy trộn lại super soy. À, đó. Súp và soy mà mình nói nhanh là súp và soy. Oh no. No. Why? Ăn như vậy ải chĩa chết á. Nhưng mà tao thích. Ông thích là được sao? Ông lớn tuổi rồi, cái ruột của ông đâu có tốt. Hay ông không cho ông súp bò sôi đâu. Súp bò bắp đi. Trời ơi, là món gì? Súp bắp. Thôi mày vô mày lấy nước cho tao uống mày chắc dạ. Ăn mày ơi. Đây sáng con có mua tao thể dục về khát nước gần chết. Ông biết ông thế nào ông thích nè. Đây nè, ông ra đây ngồi đi. Thôi, dẹp, cái nước này là tao không uống đâu. Ngon. Hàng nội tao không có chơi. Chơi là phải chơi hàng ngoại. Con biết ông hướng ngoại mà ông nhìn sao mà ông biết cái này là hàng nội hàng ngoại. Không phải nhìn là biết, mà mình bật nắp mình mới biết. Ví dụ tao dạy cho mày. Dạ. Bỏ cái tay vô đây, giật lên, nếu hàng nội thì nghe. Phúc. Còn ngoại. Còn nếu hàng ngoại là nghe. Phúc. Nó lên, nội ngoại khác nhau vậy đó. Bà ngoại chữ lộn hơn bà nội. Cái cháu mà xì xí đó hả? Bọc xí. Con rảnh đó ha. Dù lẽ con đi mua con giật lên hết hả? À. Cái nào xí con mới lấy, con xì con mới. Ông thương mày, ông mới chỉ cho mày. Mai mốt mày biết lựa đồ mày mua, mày phân biệt nội hay ngoại. Tao thương mày là như con chó của ông vậy đó. Không. Con giận ông á. Ông nói ông thương con là con xúc động á. Thì ba má ông chết nó rồi, tự nhiên dũng. Bậy, đừng có hiểu lầm. Tại ở nước ngoài người ta rất là thương con chó. Con chó là được xếp thứ hai trong hàng được cưng nhất. Thứ nhất là bà, thứ nhì là chó đó, mày tin không? Phải không ông? Trời ơi, tao học rồi mà. Ơi, vậy con giận không nữa đâu. À, ông, ơi. Vậy mấy lương tiền quá là ông nhìn kỹ con đi. Ừ. Thế con giống con chó bẹt rê hay con giống con chó phốc? Con không giống chó bẹt rê, con cũng không giống con chó phốc. Thế mà con giống mà con giống là con chó điên. Giỡn mày thôi, chứ mày hát cho tao nghe bữa được không? Hát hả? Hát đi. Nhà này ông chủ vừa dặn con là không được nghe nhạc nội, là nghe nhạc ngoại quốc không? Bây giờ ở nhà đĩa toàn ngoại quốc, bây giờ nghe đĩa gì con bỏ cái xếp mà không nghe. Con ơi, lâu lắm rồi ông không được nghe. Bữa nay tự nhiên ông thèm nghe giọng cổ, mày hát giọng cổ cho ông nghe được không? Hả? Ông muốn nghe giọng cổ hả? Nhanh lên chứ để thằng Tài nó về đó. Hát đi con. Nghe giọng cổ hả? Nghe giọng cổ. Hát đi. Nhưng mà con xuống một câu giọng cổ nha. Mày xuống một câu giọng cổ, bà con ở đây vỗ tay cái tao lên cho mày 6 triệu lương tháng. Gấp đôi lương mày bây giờ. Ông thề nha. Tao thề. Trời ơi, ở độ tháo chuyện lương nó ghê lắm à. Ờ. Ba
triệu bà con đã nói con chảnh chó rồi đó, 6 triệu bà con sẽ nói con chảnh heo à. Mày muốn chảnh cái gì mày chảnh, mày hát đại đi, thằng Tài nó về cái đó bắt nghe nhạc ngoại bây giờ. Mày rồi, lên. Ông 2-3 đi. 2-3. Hàng dừa nước lung linh ru mình trong nắng mới. Ôi trời, trời, trời. Ôi trời. Ông có cần đi chích không? Tao bị bệnh gì chết? Con làm thấy ghê vậy? Tao nghe mẹ hát cái lương tao sướng nó quýu người thôi chứ. Con người già sướng kiểu kỳ rồi. Không không, cái kiểu của tao sướng vậy. Mày tiếp đi mà đừng cắt ngang nguồn cảm hứng sung sướng của ông. Mau lên, mày đừng quan tâm tới tao, tao sướng tao quéo cỡ nào kể cho. Mau lên, come on, let's go. Xuân đến xuân đi mấy mùa chờ đợi, thời gian ôi chờ nỗi mong à, chờ. Yeah, tiếp đi con ơi. Tiếp đi, tiếp đi. Dạ xin hết. Còn mày... hát nữa ông quýu ông co quắp lại là chết luôn á. Mày hát giữa chừng thì mày ngưng giữa chừng tao mất sướng nữa chừng mày. Ông làm tới ghê, bây giờ vỗ tay hết rồi, tháng lương này của con 6 triệu nha. 6 con khỉ. Người lớn đừng ăn hiếp. Thật ra mày hát giọng cổ bằng tiếng Mỹ. Hát vậy mà con hát. Trời ơi ông hướng ngoại vừa thôi ông. Tiếng mẹ đẻ hát không xong, bây giờ ông hát tiếng Mỹ ông hát được không? Được. Hồi nãy mày hát cái gì? Ông hát được phải không? Được. Nãy con hát là hàng dừa nước lung linh ru mình trong nắng mới. Ông hát cái câu đó bằng... Tao dịch không? Mà nó sát vô tới trong cái lõi chứ không phải sát cái vỏ không đâu mà mày. Phải không? Tao dịch cho mày nghe nè. Ông dịch coi. 2-3. Get in line, coconut water, ru ba đi in sân xài. Hả? Tiếng Mỹ có sải trong đó. Spring in, spring out, waiting season. Tham in ơi, waiting đến bao giờ. Hay không? Đó, nhưng mà mày ta dịch xác không? Hàng vừa nước là get in line là cái hàng, đúng không? Vừa nước là coconut water. Ru cái body là ru cái mình đó. Vậy thôi chứ. Rồi, con cục quá. Vẫn chơi với mày chút thôi. À. Cho mày hát là hay á. Hay không? Sang năm mà có chủ nhà giọng cổ đăng ký thi đi. Ngồi ta sẽ tài trợ. Ông tài trợ cho con hả? Đứa nào thích cải lương là tao tài trợ. Ủa con mê chương trình này lắm ông ơi. Nhưng mà chương trình đó hay các nghiệm kiến thức lắm. À. Bây giờ ra ba câu đố. Nếu mày thắng ông sẽ tài trợ cho mày đi thi. Chơi luôn. Để coi mày thử thông minh hay không. Hôm nay ông cháu mình bước gần bữa nha. Rồi chơi. Bây giờ cháu mình chơi. Đứa nào đó trước đây. Mày. Mất dạy mày. Không có ông ơi, trời ơi. Ôi, tại ông nói câu đó ông tưởng bạn bè ngang hàng con không. Không phải không phải. Nghe thì cũng sốc thiệt. Nhưng mà tao biết là tao trẻ. Xin lỗi ông con mi liệu. Bây giờ kính lão đắc thọ con mời ông đố trước. Rồi bây giờ tao đố mày. Dạ. Xe gì một cây? Xe bò. Xe bét. Xe ngựa. Sai luôn. Xe xích lô. Sai. Cô thua ông á. Xe gì một cây ông? Xe lỗ tai. Hả? Có một cây rồi xe xe thôi. Chứ mày xỏ hai cây vô mày có banh cái lỗ nhĩ mày không? Xe lỗ tai. Rồi tới mày. Đố đi. Nhanh mày. Nhanh. Ông đố mày không? Nhanh lên nhanh lên. Để con từ từ suy nghĩ. Rồi nhanh đi. Cô đố ông. Ừ. Xe gì có động cơ nhưng không chạy được? Xe chết máy. Không bao giờ. Xe hết xăng. Không có luôn. Xe chết buri. Không có. Vậy chứ xe gì? Xe nước mía. Mày phải giải thích. Mày phải giải thích nha. Mày phải giải thích có lý chứ không tao đập mày bẹp gì. Xe nước mía có động cơ là chỉ ép mía thôi. Xe nước mía vẫn đứng yên một chỗ. Không lẽ bây giờ xe nó chạy cầm theo cái ly hướng nước à? Con này khùng mà có lý thiệt. Rồi bây giờ tới tao. Ông đố mày. Dạ. Đố mày con gì giống con chó? Con sói. Sai. Con cáo. Sai. Chứ con gì? Chó con. Chó con nó giống con chó lớn. Trời ơi trời ơi. Mày chết mà chưa. Tao tới mày đố nhanh đi. À, giờ còn câu phải không? Trời ơi giờ còn con quyết định. Nhanh ra đi. Còn câu quyết định đúng không? 1-2-3 đố mày. Con mời ông thôi. Ừ. Mắt nhìn thẳng không nhúc nhích. Nghe từng câu đố của con.
Còn đố ông, nếu như con người ta bị trẻ là làm hai, thí dụ ông đi, con vô con lấy cây dao con phạt ông ai làm hai, thì bên sẽ là nửa cái đầu, nửa cái trán, nửa chân mày, nửa mắt, nửa mũi, nửa miệng, nửa cằm, nửa má, nửa lỗ tai, nửa cánh tay và nửa cái chân, đúng không ông? Đúng vậy. Thế thì con đố ông, nếu như con lấy cây dao mà con phạt ông ai làm hai, thì trời ơi, ông còn cái gì dư một khúc? Trả lời 30 giây. Con đang điên con rồi. Nhanh lên. Thôi nha mày. Thôi cái gì? Mày vớ vẩn nha mày. Vấn đề tế nhị tao không trả lời nha mày. Không có tế ông gì. Mày vừa vừa phải phải tao nghe mày. Ông trả lời đi, thắng hay thua? Bây giờ mày trả lời đi. Ông thua hay thắng? Rồi tao coi như tao thua đi. Thua phải không? Thua thua, tôi thua rồi. Rồi ông nghe con trả lời đi. Trả lời đi. Con cũng đâu có biết. Biết cũng đâu có dám trả lời. Không biết tại sao mày đố tao. Ông mới nói thua con rồi nè. Ai khùng hơn ai? Con này nó gài hoài tiếng. Công nhận mày lém lĩnh thông minh lanh lợi. Được, ta sẽ tài trợ cho mày đi thi. À thôi. Đẩy cái ghế vô cho ông coi. Không thi đâu. Hả? Bây giờ con có điều kiện cho ông, yêu điều cầu. Điều kiện gì? Điều kiện gì? Yêu cầu gì? Yêu cầu đơn giản, ngày mai ông phải bỏ hẳn hướng ngoại, hướng Mỹ giùm con được không? Ông làm quá, à, trời ơi là trời. Ông lớn tuổi rồi, từng tuổi này qua bển chi, trong khi bao nhiêu người ta muốn đổ về quê hương, ta thăm quê hương Việt Nam của mình. Hay không? Qua bển tuổi này ông làm cái gì? Đâu phải, tao đâu muốn bận này đâu. Bận này nhiều khi ra đường á, mấy người họ nói tao giống khùng á. Chứ bận chi? Nhưng mà tại thằng Tài, tao chiều con tao thôi. Có một mình nó, ông thích, nó muốn đi Mỹ thì ông phải đi theo nó thôi. Nó bắt ông học tiếng Anh, để qua Mỹ sợ quê với bạn bè của nó, cho nên ông phải học thôi. Trời ơi, thôi bây giờ ông dùng lên đi. Con của ông cứ như bỏ đi, có con nè. Không được, ông chết, có con là phải con... theo con chứ. Thôi kỳ với cái ông chủ kỳ quá vậy. Không biết làm sao. Thôi ông về kìa, ông về kìa. Ủa nó về hả? Yeah, come on, let's go. Nói tiếng Anh đi ông, đúng rồi, đúng rồi. À, how are you doing? Yeah, I'm fine, thank you, and you? Yeah. Oh, yes, sir. Người làm gì vậy? Hello, sir, đang nói tiếng Anh. Ủa, nói tiếng Anh gì hết trơn? What's your name? Con bị lừa rồi. What lừa? Trời đất ơi, lừa là bị gạt đó. Ồ, lừa là con ngựa chứ. Ơi, ba ơi. Hả, lừa là sao? Con đang buồn gần chết mà ba cứ giỡn hoài. Ai lừa ông? Mày bị cái gì? Thằng mái cổ. Mái cổ mái mái nào? Nó hứa là đưa cho nó 40.000 nó lo hồ sơ cho cha con mình đi Mỹ. Hồi nãy con tới nhà con chồng tiền cái phần còn lại. Chờ hoài không thấy, nó nói nó đi lấy hồ sơ. Con gọi điện thoại cho nó tắt máy. Trời ơi, ba biết không? Con cuối cùng con hỏi là cái nhà nó thuê, nó trả hôm qua rồi. Trời ơi. Cái gì vậy? Là gạt hết rồi. Bây giờ tiền đâu mà đi Mỹ nữa. Thì ở lại đây. Sao? Nhà này bán rồi. Chừng bán nhà này rồi hả? Ô mày ơi. Gì vậy ông? Tao không đi Mỹ nữa rồi. Oh yeah. Vậy buồn hay không vui? Cho mày vừa. Tao nói mày rồi, mày không chịu nghe. Bởi vậy người ta nói là ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục nó cũng là cái ao. Hả? Ngu thôi, được đẹp ơi, tao được ở lại rồi. Bây giờ tao với mày về Mỹ. Đây nè, cái cốt của tao là vậy nè. Không sao, không làm gì. Lấy cái mũ ra. Mày gì cởi đồ vậy? Có mặc cái quần ở trong không? Ê! Ờ có, hên quá. Rớt hàng. Rớt cái đồ nói luôn coi. Trời ơi là trời. Ấy quá, đúng rồi, cái này mới là ông của con đây nè. Tao mở ra tao sướng thấy bà luôn á. Cái nổi cái bộ đồ đó không là tao lên tao cân là 50kg rồi đó. Đó, vậy nè, khỏe không? Đúng đó. Rồi đó. Tao nói cho mày nghe, bây giờ đó, mày ham đi á, thì mày tìm đường mày đi nữa đi ngang. Ngang, mày đừng có về nhà ngang. Bây giờ tao với con này đi Mỹ. Đi Mỹ, đâu đi? Đi về Mỹ Tho. Nhà ông ở dưới đó. Đi. Về đó đi. Nhà rồi, con ông Mỹ Thuận, nhà ông Mỹ Tho. Hai với mày đem hai cái luôn, bỏ nó luôn đi. Đúng rồi, hàng trắng, đi về, đi theo bà cho bà ơi. Yeah, come on. Bật nhé. Cho nên vở hài kịch Ý Vị Mơ Làm Ngôi Sao mà quý vị sẽ xem sau đây sẽ nói lên thực trạng đó và sẽ cống hiến đến quý vị những trận cười thú vị với những câu đối thoại hàm chứa khá nhiều ý nghĩa dí dỏm. Xin mời quý vị đón xem với những danh hài Hoài Linh, Thúy Nga và Quốc Thuận. Alo, dạ xin lỗi, phải cô tắm vàng không ạ? À? Không phải cô tắm bạc, đấy là đủ đâu. Dạ, cô tắm vàng phải không ạ? Chính xác. Dạ cô ơi, có chuyện gì không cô?
Sao con hỏi một câu quá sức là không có duyên hả con? Con điện cho cô mà, con có chuyện gì con mới điện cho cô chứ. Dạ 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 xin lỗi, tại con đang rối á cô. Dạ cô ơi, cô hẹn gặp con mà sao giờ này cô chưa tới nữa cô. Trời, cô tới sáng sớm rồi, 7 giờ là tao đã đứng trước cửa, tao đứng 3 tiếng đồng hồ rồi. Hả? Sao cô không vô phòng làm việc con mà cô đứng trước cửa? Từ sáng tao đi vô, tao tính chạy vô phòng bay luôn, xong tự nhiên tao thấy công nhân đi làm đi ngang đây quá trời luôn. Trời ơi, nó thấy tao nó đứng nó xỉu lên xỉu xuống, tao đứng luôn 3 tiếng cho nó nhìn cho đá là xí tao vô. Vậy cô đứng chỗ nào à? Trước cửa đây. Con cũng đang trước cửa, sao con thấy cô? Mày nhìn qua bên tay phải mày thấy liền cái gì? Cô, trời ơi cô Tám. Cô sao vô trong ngồi cô? Thì bây giờ vô, đơn giản. Mà con gọi điện cho cô chi đó, con cũng tắt máy nha. Thì con của con gọi cho cô, con muốn test, con muốn trả tiền, con cứ cầm con nói tự nhiên. Dạ, chào cô. Cô ở ngoài đó vô đây chắc cực dữ lắm hả cô? Ôi trời ơi, tao nói nó cực dữ sợ luôn, con đi mua vé tàu mà nó hết vé vậy. Phải đi nhảy tàu. Ủa nhảy tàu? Nhảy tàu luôn. Trời ơi, cô mặc đồ gì sao nhảy tàu được cô? Trời ơi, con ở dân buôn à, cỡ nào cũng nhảy được. Tao làm một phát là lên tới đâu nữa chứ tao ăn thua gì. Tao đứng trong giày này, tao mua vé xong tao canh me hoài, không thấy không có vé đâu. Tao là bắt đầu tao quất hai cái tà áo đây lên đây. Quất lên đây xong quần tao xén lên, tao làm một phát vậy là tao lên tới trên tàu xong tao đứng lại trở thành bình thường. Nấu nở tao luôn á. Mà con thấy cái dáng của cô nghe, khỏi cần nhảy. Cô chỉ cần cô đứng kế cái đường ray thôi, tàu chạy ngang cái hốt cô theo luôn. Mày đâm hơi quá. Thôi con giỡn cô cho vui vậy thôi. Dạ, cô vô đây cực khổ vậy, chắc có chuyện gì quan trọng lắm phải không cô? Con dĩ nhiên phải có chuyện quan trọng mà cô mới vô cô tìm con. Bữa cô gặp cha con. Dạ. Xong rồi ông mới tâm sự, ông nói là con trai ông làm nhà báo. Mà tao nói thiệt đây, tao không vô đó là tao không thể là tao suy nghĩ được. Cái đời cha đó thì lậu ruộng bán rau muống, mà lên tới đời con mới có F1 thôi mà nó quất một phát nó lên nó măng nhà báo liền. Tao nghi ngờ quá mà tao mới vô đây mà thiệt y như rèn đúng rơi nha. Thôi có gì đâu cô, nên mình cũng là bà con xóm giềng không mà. Bây giờ có chuyện gì á, cô muốn nhờ con giúp á thì cô cứ nói, cô đừng có ngại. Cô nói con à. Dạ. Hôm qua đó cô đu tàu lửa đó, cô đu quá rồi bây giờ cái ngừ nó dán hết rồi. Bây giờ nói chuyện nó xa cứ chồm chồm nó mệt quá. Con qua đây con ngầu cô nói cho con nghe, cho dạ. Nó dễ nghe. Dạ, có chuyện gì cô cứ nói đi. Số làng dày. Cảm ơn con. Số là cô vô cô tìm con. Dạ. Là tại vì con làm bên cái lĩnh vực mà làm báo. Dạ. Cô nói cho con nghe, cô có đứa con. Mà ta nói, con nhìn cô đi. Con nhìn dạ. Cô trước đi. Rồi cô hãy diễn tả sắc đẹp của con cô nha. Cô đây nha. Dạ. Chưa ăn thua gì nó. Nó hơn tao cũng phải 5 phần nữa. Gồi lắm nó. Vậy à? Cái dáng nó tao nói thiệt là không phải là, không biết là tại cô để nó đẹp hay là mấy bà mụ mà rảnh rỗi thời gian mà ngầu mà nén nó. Con thấy nó con mất hồn liền. Hả cô? Đây này bao nhiêu người mất lửa gì nó rồi nghe. Cao nó không cao. Dạ. Lùn nó không lùn. Mẹt nó tròn nó không tròn. Vuông nó không vuông. Răng nó thì nhiều không nhiều, ít không ít. Tóc nó thì quen không quen, mà thắng không thắng. Mà còn cái giò của nó dài không dài, mà nó ngắn nó cũng không ngắn. Nói chung là mọi người đó nhìn nó đó là phải sao nãy giờ cô diễn tả mà trong mắt con không có một chút gì đọng lại, y như là con không hiểu gì hay sao á? Dạ đúng rồi. Hồi nãy giờ cô diễn tả con không thể hình tượng được con gái của cô coi như là cái dáng vẻ như thế nào nữa. Không, bây giờ tao nói chung ta túm lại như vậy là khi mà ai nhìn vô nó là tự nhiên cảm thấy thư giãn liền. À vậy hả? Ủa vậy con cô đâu rồi? Ở ngoài đường á. Ủa sao cô không cho em nó vào đây? Cô nói con nghe, em nó mơ ở ngoài quê nó vô nó lạ nước lạ cái trong đây, cái gì nó cũng ngớ ngàng, cái gì nó cũng ngớ ngàng, thì nó đứng ngoài nó mắc cỡ nó không có dám vô. Trời ơi, cô nói sao vậy? Con cô đã lạ nước lạ cái rồi á là cô phải dẫn nó vào đây chứ, cô để ở ngoài đường không có được. Nên nó thích chi... nó thích đứng ngoài á. Đứng ngoài chi cô? Chặn xe. Trời ơi,
Em có biết cái gì đâu mà chặn xe. Nó chặn xe là tại vì nó ở trên quê nó thấy có cái xe đạp không hay, nó xuống đây nó thấy đủ xe mà đủ mèo ở trên rồi nó ra nó chặn, nó coi thử không biết nổ có quánh nó chưa hay không. Thôi bây giờ cô ra kêu em vô đây gặp con đi. Vậy chờ cô nghe. Dạ. Đừng có bất ngờ gì lời kêu của cô nghe. Dạ. Con con gái của mẹ vô đây đi chụp chân quên trao qua vô đây đi con đứng ngoài trận xe chúng nó đánh con phù mãi con vô đây con vô đây. Mày đi thẳng thẳng lên chút mày. Mày làm cái gì mà vô mày đứng mà tạo dáng mặt gối mày? Chúng má không à? Mấy dặn con là nấu gặp người lẹ phải đứng tạo dáng tạo xin. Tại mình là con người ấn tượng, mình lẹ, mình phải làm bất ngờ. Người quen không à? Người quen không hả? Đây anh đây là con của bạn má đó. Gì hả? Em chào chị. Tao ở nghĩ ra tao thằng chị kia. Mày để im tao giải quyết. Con à, con làm như vậy chẳng khác nào con mạt xác em nó già, con hiểu không? Dạ. Không phải đâu, tại nó ở trong quê đó rồi, nó ăn củ mì miết rồi, cái mặt nó như là cái vỏ củ mì vậy á. Chứ em nó còn trẻ lắm, trao lại đàng hoàng ấy. Dạ. Em chào cô. Tao nữa kìa, cô nữa kìa. Tao để... chạy mà chuyển qua cô luôn à. Không, em nói đừng nói là chuyển trừ tôi bằng bè luôn. Con, để mẹ nói chuyện. Sao tự nhiên con lên đô bất tử vậy? Tao ở từ trị sao mày không chuyển ngược xuống dưới, mày đưa đau luôn lên trên ấy. Mày làm như vậy là nó ngang ngửa cô rồi. Tao dạ. Nói rồi, em nó mới có 16 tuổi thôi. Kêu con khó quá à. Cứ kêu em đi. Dạ. 2, 3, dạ. Em chào em. Đó, thấy chưa? Kêu anh. Em nhìn rất là lạ. Dạ tao em lạ lắm á. Ai gặp em cũng nói em là người lạ hết trơn á. Nhiều khi cô ở trong nhà mà cô nhìn thấy nó cô còn thấy lạ đó. Em có thể cho anh biết là tên của em là gì không ạ? Xin lỗi anh nha, cảm phiền cho em học nội bộ chuyện gia đình má con em chút xíu đi. Gì? Nấu má bao nhiêu lần nào, má nấu cô là ngộ sĩ, mà tại sao có mình anh em biết tôn con ạ? Má phải làm sao rồi ta, mình cả ngàn cái kẹt visit, rồi cuối cùng người ta không biết tôn của cô, phía bắt đồn mẹ à. Má lì con, má quên con ơi, chứ đâu phải là mẹ không có muốn làm, má cũng biết là con có tên, chứ trời ơi, đây có cái kẹt visit trong đây, con gái cưng của má không, má có đêm lì. Mẹ phải làm đây, má phải làm rồi, ta biết tôn con đây. Nó nấp mẹ nó rầu. Con ơi, gia đình này ác sành vậy đó, chứ không có gì hết trơn, con làm như... Con hơi bị choáng ngợp. Cô biết nhiều khi cô cũng chán lắm, dạ. Nhưng mà dân phải ráng gồng, con ơi, tại con đứa một à. Dạ. Đây, cạc tu dít của em đó. Dạ. Rau, đưa rau. Dạ. Ca sĩ lạ, bắp nghệ. Tên em cũng lạ nữa. Em ơi, cái tên nghệ danh bắp nghệ này là cái gì vậy em? Xin lỗi anh nha, cảm phiền anh cho em học nội bộ chuyện gia đình má con em chút xíu nữa. Nào má bèo nhiều lần vào, tại sao cái tên bất ngờ mau dở tất cả người ta quyết. Con biết bắt đồn má, bắt đồn má. Trời ơi, má lị con ơi. Má già rồi, má lị con. Để từ từ má giải thích. Trời ơi. Sáng sớm, nó mặn hai trận rồi, trời ơi. Con ra đây cho cô giải thích rồi, con đừng hỏi câu nào nữa nghe. Cô hỏi một chút xíu nữa, cô chết bắt đắc kỳ tử là con ở tù, biết không? Dạ. Bắt nghệ, bắt là gì? Bắt là trăm nghệ, là nghề bắt nghệ, gọi chung là 100 nghề trong vấn đề nghệ thuật. Nói túm lại là nó là một ổ nghệ thuật. Dạ, một ổ nghệ thuật. Đứng lên đi. Dạ. Cô ơi. Cô có thể cho con biết là trước đây á, là em bắt nghệ đó đã từng làm cái công việc như thế nào ạ? Xin phép con cho cô ngầu chút, cô đứng dạ. Cô thở không nấu nữa. Em ơi, em cứ tự nhiên ngồi nha. Dạ. Ngầu đi con. Em cứ tự nhiên uống nước nha. Ngầu dạ. Đi, em má giải thích cho anh nghe. Cô nói con nghe kìa. Em nói đó, được có một cái điều dài. Dạ. Hầu năm 11 tuổi. Dạ. Nha.
là tất cả ở cái sống của cô ai cũng biết nó hết. Dạ. Phải nói là nó là bỏ cái giỏ xuống anh đẹp nơi chỉ ngồi vào gốm mày. Mệt quá mẹ không biết gì hết trơn à, nó mua đôi giày cao gót màu xanh đẹp quá trời, đứa này cho người ta nhìn ta biết là mình có giày đẹp hết trơn. Em ơi, em ngồi đàng hoàng lên chút, tại ở ngoài ta nhìn vào em. Dạ, dạ. Cô nói con nghe mới 11 tuổi thôi. Ta nói thiệt là nguyên một cái sâm rẫy cho cô nghe. Ai cũng nghe nó hát hết. Dạ. Con biết nó hát ở trong chòi rồi nó đu luôn lên cây vũ sữa nó hát. Người ta đẹp nó là quả mây. Quả mây à? Cái rồi cô thấy em nó có năng khiếu quá. Cô mới gửi vô cái nhà hát tuồng ở đấy. Dạ. Vậy là từ đó trở đi em nó làm một công chuyện vô cùng quan trọng ở trong đoàn. Con thấy không? Nó giỏi lắm. À như vậy là chắc em bắt nghệ phải tập dần với cái công việc là kéo màn không? Tao nghĩ sao kéo mẹ trời? Cô Hoàng đừng nghe. Con nghĩ sao mà đi làm người thì kéo mẹ. Để đó cho má nói nè. Mình là kéo mẹ sao mà kéo được. Cô Hoàng ơi. Gai ngồi xíu. Thì gốm. Em nó vậy á, nó còn nít lắm. Con ơi, cái nghề kéo màn đâu có hợp với em nó. Bữa đó nó cũng thử kéo màn rồi, nó kéo hai cái màn vừa lên cái là nó cũng lên theo cái màn luôn á. Mà nó chính xác. Nó không có hợp với cái nghề của em. Dạ, ủa gì chứ em bắt nghề làm cái gì vậy cô? Nghề quan trọng. Cái nghề rất là quan trọng. Cô nói con nghe. Em nó làm cái nghề ru em đưa giống. Ru em đưa giống. Đưa giọng ru em. Lâu quá rồi. Thận miệng vô trơn. Đưa giọng ru em. Đưa giọng ru em. À, đưa giọng ru em. À. Ủa sao cái nghề này con thấy nó lạ lạ làm sao á cô ơi? Đâu có em lạ là em phải làm người lạ cho anh. À vậy hả? Không, tại con không biết. Số làng dày nè, ở trong đàn hát có cái cô đào hát. Dạ. Đó, mà mỗi lần cô có một đứa con nhỏ mà mỗi lần mà cô hát ở ngoài á là ở trong cái con khóc cái cô có chạy vô chạy. Dạ. Vô xong rồi cô chạy ra cái chạy vô chạy ra xong rồi đoàn ớ quá xong rồi nghỉ luôn. Từ ngày có em vô nó đỡ hơn chút. Hình như là cái ánh mắt không có niềm tin trở lại đây. Con không hiểu gì hả? Dạ đúng rồi, cô nói cái gì đâu mà cứ cô không có hiểu gì hết trơn á cô ơi. Yên tâm cô chứng minh. Măng. Em nói thiệt gian nói cho. Mấy em á làm cái gì cũng vậy. Nói không bao giờ ai hiểu ở trường à. Phải thực hành. Nói chung là mẹ phải giếng một cái đèn à. Tức đèn cho người ta. Mày nhét tuồng này ta làm cho. Đây để ý nha. Đâu? Dạ. Anh coi ngàn dương mắt lên coi nha. Nhét tuồng. Dạ. À. Bạch Kỳ hãy treo lên. Bạch Kỳ hãy treo lên. Trên đầu chích khăn tang. Đau xót cho tình nhân mãi. Ôi nát tan trong lòng. Buồn làm chi cho nát tan thân này. Em có nghe mưa buồn rơi sầu vì ai. Mày nhanh quá mày. Nhớ anh muốn khóc, nhớ anh muốn chết, nhớ anh lệ rơi, nhớ anh hết hồn, nhớ anh điên ngừ, buồn thương ơi buồn thương, lẽ rơi cho lòng tương tư, nhớ thương ngừ ơi. Chiến là dơ quần hết đi. Trời ơi. Trời ơi. Dòng cổ hả? Dòng cổ. Trời ơi. Kèo quá. Trời ơi. Có phải chàng đã ra đi vĩnh viễn? Có phải chàng đã ra đi vĩnh viễn? Cho suối lệ ngàn thương. Cho suối lệ ngàn thương. Sáng đêm chạy suốt canh trường. Tình lỡ chia ly mà ngàn chàng. Tình lỡ chia ly ngàn dầm sông hồ. Không, mày lết đi, nó lết đi. Cô lết đi, mệt quá. Dạ. Tình lỡ chia ly ngàn dầm sông hồ. Nguyễn đóng màn nghỉ ơi, đóng màn. Em ơi đóng màn. Ô, chuyện gì vậy? Con nhỏ khóc đó. Đã hiểu không? Dạ. Hiểu không? Là sao ạ? Nó không hiểu nữa hả? Không hiểu. Trời qua nãy giờ tao hát nó lớt mà mày cũng không hiểu gì luôn. Giờ cô đang hát cái có em khóc là sao?
Nói chung là cái con đào hát, nó con đào hát chính á là cái con ngôi sao á. Dạ. Nó có một đứa con nhỏ. Dạ. Rồi nó đang hát ở ngoài mà con nó khóc là tự nhiên nó biểu đóng màn, biểu khán giả ngầu chờ. À. Đó vậy đó, cứ vậy á mà một đêm nó đóng cỡ chừng 8 lần như vậy con biết không? Vậy à. Cứ hễ nó khóc rồi con khóc là nó ngưng, con khóc là nó ngưng. Con biết không, rồi từ cái ngày mà em nó vô đoàn nghe là đoàn hát không có đêm nào mà đóng cửa mà nửa chừng hết. Chỉ vì cái tiếng ru của em thôi. Vậy thôi. Hay lắm con, tuyệt vời luôn. Em Nghệ ơi, em có thể ru cho anh nghe một đoạn được không ạ? Ru. Tưởng chuyện gì, cái chuyện đó chuyện nhỏ. Anh nghe em nghe ru nghe. Rồi. Em. Lên. Em bị gì vậy? Có. Em đang lấy giọng. Nó đang lấy giọng á. Ủa lấy giọng lạ vậy? Ồ con ơi, trong 7 cái nốt nhạc mình phải lấy đúng cái nốt của mình đó. Ủa là em ru là phải vậy đó. Giờ em mới ru nè. Ru đi. Ru. Ào. 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 Dí dầu. Cầu giang đông đình. Cầu tre lắc lẻo gạch gần khó đi. Có đi mẹ dắt con đi. Con đi ngò con mẹ đi mơ mơ. Trời ơi con sao con ngu dữ vậy? Sao? Người ta hát á, ví dụ hát dở nhưng mà người ta có người ngầu dưới vỗ tay, gọi là vỗ tay màu. Còn bây giờ con ru là má phải ngủ, gọi là ngủ màu. Để cho người ta thấy là cái giọng ru con nó có áp phơ, hiểu không? Rồi con hiểu rồi. Thôi vừa đỡ con ru thêm bài nữa nghe. Con ru cái bài này cũng dễ thương lắm nè. Anh nghe không? Hồi nãy là ru buồn, bây giờ ru giật đi. Trời ơi cái này ru giật vui lắm luôn. Hay lắm. Ru là ru đà nu, ru bếp, ru là ru. Hết ru. Anh biết không? Em ru cái kiểu này nè, có bữa em bé nó nghe xong nó nhảy lên trần luôn. Nghe nó sốc nó nhảy lên trần luôn. Ồ, tiếng ru của em cũng hay vậy à? Hay lắm con ơi, bình thường thằng nhỏ tránh nón anh nó ru lên thằng nhỏ tím tím luôn á. Vậy hả? Dạ. Nói chung á, lúc đầu anh biết không, cái ru của em á, em bé nói chung nó cũng khó chịu dữ lắm. Ngủ nó tím rìm hết trơn luôn đó. Nhưng mà làm như cái riết nó nghe nó ghiền. Em hành hạ nó hoài cho nó ghiền ra anh. Cái riết sau này á, em mà không ke ru nó chịu không nổi, nó giận em luôn đó. Đó, rồi con biết không, từ cái ru đó nghe là đàn không có bữa nào mà đóng màn nửa chừng hết. Từ đó trở đi nghe em nó trở thành nhân vật vô cùng quan trọng trong đoàn hát. Là cô nảy ra cái ý định liền. Tại vì lúc đó con mình làm ngôi sao đâu. Cô cứ nghĩ nó là phải làm một ngôi sao thành thử ra phải tăng tiền cách xê thôi. Bởi vì nó là lĩnh vực ngôi sao là trong cái vấn đề ru là nó là số 1 đâu. Đó, vậy mà bà bầu số 3 không chịu con, ba không chịu. Cô ghét quá, tại mình làm ngôi sao mình có quyền chảnh mà. Nghỉ liền, cô biểu nó nghỉ luôn. Em nghỉ luôn. Cho nghỉ. Đúng rồi anh, lúc đầu em nghỉ. Rồi sao? Bình thường, đoàn vẫn hoạt động bình thường. Đến một ngày kia đoàn chịu không nổi. Tại vì một ngày hát mà cứ đóng màn hoài, rồi cuối cùng bà bầu bà lại dí em. Dí em về cái em ru dài, ngày sau cái đưa em lên làm đào chánh luôn á. Ừ, con ơi nó làm đào chính. Rồi cái cô đào chính là cho nghỉ luôn. Dạ, cô đào chính. Nghỉ luôn. Vậy hả? Cho nghỉ luôn. Vậy em đã từng đóng những vai gì rồi, em có thể cho anh biết được không? Để má cười nghe. Dạ. Con biết không, em nó vô một cái là nó được làm đào chính liền. Trong cái tuồng đấy con... em nó đóng là ấn tượng luôn. Vậy hả cô? Con biết cái tuồng nó hay lắm. Cái tuồng mà nói chung là có hai chị em sinh đâu. Dạ. Thì một cô chị á, thì biết nói. Mà cô em á là câm. Mà con của cô là nó đóng vai con câm. Trời ơi con biết không? Mà hai chị em đâu có được ở gần nhau đâu. Thất lạc nhau mấy chục năm trời. Thế là cô chị đi tìm cô em. Đi miệt mài mà đúng mà chị em ruột con ơi, thần giao cách cảm hay lắm. Dạ. Nó tìm hoài mà nó không gặp con em, cuối cùng con em gặp thằng bác sĩ. Con thấy gớm không? Gặp thằng bác sĩ xong xuôi rồi, thằng bác sĩ chữa cho hết câm. Vừa chữa hết câm nó cất tiếng âu ơ là đóng màn hết tuồng. Trời ơi, lúc mà em vừa ca âu ơ không một cái ở dưới rạp,
vỗ tay âm 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 rần rần luôn con ơi, nó vỗ tay rần rần mà hết cô ơi luôn. Tuần này sao cô nói cô không hiểu, tuần này nó theo thể loại gì vậy cô? Thể loại quan tưởng. Quan tưởng. Quan tưởng hả? Quan tưởng tuồng cổ. Tuồng cổ sao có bác sĩ? Thì đó đi mà mới gọi là quan tưởng tình cảm tâm lý mà tuồng cổ. Dạ dạ. Dạ. Vậy em hát được bao nhiêu giai tất cả? Dạ em hát có một giai đó xong à. Nó hát có một giai là 3 ngày là rã gánh luôn á. 3 ngày rã gánh. Sao mẹ nó quá à. Con hát một lần đoàn gãy gánh làm 3 lần trong ngày. Trời, sao mày ngu dưới. Dạ thì mình có làm sao mình nói vậy đi. Thôi như thế này, hôm nay cô và em Bách Nghệ lên gặp con có mục đích gì thì cứ nói. Nói chung là bây giờ cô chỉ muốn con len sơ cho em nó được không? Dạ đúng rồi anh ơi. Nè, mình lại, mình ăn nỉ phải không? Anh ơi, anh lăn sơ em cái anh. Con lăn sơ cho em nó giùm cô. Còn anh đây nè, cô nói con nghe. Bao nhiêu cô cũng chịu hết tại vì cô có mình. Rồi, con hiểu không? Cô có một mình đó. Rồi. Bây giờ thôi để con nói. Có kết quả nào? Như thế này, cô Nghệ Bách Nghệ, nói chung là mình cũng là bà con với nhau ở dưới quê. Đó, anh giúp nào, vui quá, anh giúp nào. Nên là con cũng thương nghe Bách Nghệ. Đó. Mẹ, anh phải làm sao em đó. Nhưng mà cũng thú thật là em Bách Nghệ thì còn nhỏ quá. Đúng rồi, tao nói rồi mà tao nói nó nhỏ mà nó cứ cãi tao không mày. Với lại em Bách Nghệ cũng đã chưa có gì hết. Đó thấy chưa, mày có gì đâu mà cứ con thật. Đó cho nên là cũng khó lòng cho con nếu mà viết bài để mà cho em Bách Nghệ. Đó thấy không, khó lòng cho anh Bay làm khổ anh Bay mà. Cho nên là con cũng không biết như thế nào bây giờ nữa. Thì đó anh nói anh không có biết thì giờ sao. Mẹ cười quá à. Má nói má lên đây, má lăn sơ con tự nhiên nhà má thiêu ta à. Má không lăn sơ con như trước. Quên. Con ơi, phải lăn sơ em dùm bé cái con. Đúng rồi, phải lăn sơ anh ơi, lại anh ơi. Anh ơi, giúp em đi anh ơi, giúp lại anh ơi. Con ơi. Rơm căng cổ lại anh. Con để im. Anh ơi. Trời ơi, con ơi, con đứng lên đi để má nói chuyện với anh, cho mày làm xảy lai. Rồi. Bác nói con nghe. Con ráng cố gắng, con giúp bằng mọi cách, con giúp dùm em đi con. Con không biết giúp bằng cách gì bây giờ thưa cô. Bây giờ nhà béo đó. Con làm nhà béo. Dạ. Vậy con có hay chụp hình để lên báo không? Có chứ, con hay chụp hình người khác lắm. Vậy con quất nó lên trang bìa ấy. Lên trang bìa? À. Nhưng mà cô ơi, lên trang bìa là phải có mục đích gì đó thì mình mới được đưa lên trang bìa chứ. Có đâu. Bây giờ nè, cô nói con nghe ví dụ nha. Ví dụ bây giờ người ta mà đào đường nhiều á, người ta hay đào đường lên rồi này nọ rồi ổ gà ổ gì chứ. Bây giờ mày đào đường ấy, đây nè cái xẻng, cầm cái xẻng. Nó cầm cái xẻng nó đào đường. Con này nó làm rẫy giỏi lắm. Đào đường xong chụp hình. Chụp lắc. Đó, xong rồi con in lên trang bìa. Đó, còn ví dụ như mà bị mưa mà cống mà nó bị nghẹt, nó ngập lên láng ở ngoài đường cái đó. Xong rồi con thấy cho em nó chiếc ghe. Xong biểu nó treo. Chụp hình. Đó xong con đưa em nó lên trang bìa. Vậy là con lên sơ cho em được rồi. Vậy hả? Đúng rồi. Lăn sơ anh. Đây, con ráng cố gắng con giúp cô. Không phải, con phải nói. Bao nhiêu tiền cô cũng chịu hết. Cô đừng có nói như vậy, hiểu không? Tiền bạc như là con như là con không có đòi hỏi cái chuyện đó. Nhưng mà ý con nói đây là em Bách Nghệ á, bây giờ còn nhỏ lắm. Chưa có thể nào mà làm nghệ sĩ được. Thế là cái thứ hai đó là em Bách Nghệ ít nhiều gì cũng phải học hành, học ở trường sân khấu rồi ra mới có năng khiếu mới có thể biểu diễn được. Và nói tóm lại, em Bách Nghệ chưa đã là nghệ sĩ thì không thể làm ngôi sao được. Thôi vậy thôi, mẹ con mình ra đu tèo đi dìa lại ở quấy rồi con ơi. Không được, mẹ kỳ quá à. Mẹ làm như vậy là con không chịu đâu. Mẹ bảo cho con bao nhiêu lần rồi, con phải là ngôi sao, con là thằng đồng. Mẹ nấu đi, mẹ thấy người ta là ngôi sao, người lớn thì ngôi sao lớn, còn con nhỏ con ngôi sao nhỏ, mặt con mén con là ngôi sao mén, nói chung Bách con nghệ. Phải là ngôi sao nhí, con biết à? Cô nó mơ ngôi sao mới chết tao chứ? Con phải là ngôi sao à? Con phải là ngôi sao.
cô. Sao? Quấn quấn quấn. Chi vậy cô? Cô ơi. Chi vậy cô? Tao bó tay với con miếng này luôn rau.